Xin mến chào cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của Vương Phạm TV. Ngày hôm nay Vương là một cầu nối cho bà cụ 100 tuổi. Thì Vương được một cô ở bên thị sĩ nhờ mua những cái lương khô. Cái lương khô đây thì Vương mua là 3 thứ: mực, cá và cá, và thêm một cái gạo nữa, một bao gạo nữa để cho bà cụ ăn và sinh sống 3 ngày nha cô chú anh chị nha. Và có một số tiền cực kỳ khủng nữa. Thì mong cô chú anh chị hãy đồng hành cái video này với Vương. Và mình cũng không biết bà cụ 100 tuổi hiện tại giờ bà làm gì và bà có khỏe hay không. Vương cũng đã lâu lắm rồi Vương mới vào lại đây để thăm bà cụ. Và xung quanh đây thì Vương thấy là ở đây là cỏ người ta đang làm này cô chú anh chị, thì đang đốt và dọn thì rất là sạch luôn cô chú anh chị. Wow, hình như là mình thấy bà cụ đang có khách hay sao á cô chú anh chị. Đây nè, đó thì bây giờ mình sẽ vào nhà hỏi thăm sức khỏe của bà luôn nha. Mong cô chú anh chị hãy thực hư cái câu chuyện này nó như thế nào. Và bữa đây thì mình đi được đó, gọi là thời tiết có một tí xíu gió thì khá là mát luôn cô chú anh chị. Nó vừa gió vừa mát á. Wow, thì cái căn nhà của bà đây này cô chú anh chị cũng đã hình như là hoàn thiện rồi. À, chưa hoàn thiện, còn một mặt nữa cô chú anh chị. Dạ, con chào bà. Chào con. Chào chị. Dạo này bà khỏe không? Khỏe. Bà đang ăn cơm hả? Ăn cơm. Trời ơi. Con ăn cơm cho bà luôn nha. Dạ, con mới vừa ăn cơm xong á. Yeah. Bà ăn cơm lại đi. Món gì đây bà? Ăn cơm lại lá thủ đô nè. Đây cũng ra từ đâu. Trời ơi. Rồi bà ăn cái món này không hả? Ăn món đè. Rồi bà không ăn thịt cá gì ha? Ít ăn lắm, không có tiền mua. Vậy hả? Dạ. Ủa còn ai đây bà? Út của bà. Con Út của bà hả? Dạ em chào chị Út nha. Dạ. Ủa bữa đây là chị lên bà chơi hả? Dạ. Lên làm cỏ. Là làm cỏ ở đâu chị? Không có ở trên kia. Đó chỗ đường mình qua. Chỗ đường hồi nãy con vô không bà? Là mình bà chị lên đây phụ bà làm cỏ. Vậy là lần đầu tiên là em gặp chị Út luôn. Chị tên gì cho em biết tên được không? Tên Bé. Chị tên Bé. Rồi chị được bao nhiêu tuổi rồi? Không biết tuổi. Không biết tuổi hả? Bà còn nhớ tuổi chị Út không? Không luôn hả? Rồi bà ơi cho con gắn cái mic vô bà cháu mình nói chuyện nha. Bà ơi, ngày hôm nay con tới đây con thăm bà thì con cũng có một tí xíu phần quà đó con gửi cho bà. Quà mía cà tội nghiệp con chứ bà không có gì cho con hết á. Dạ, con đây, lần nào cũng lên cho bà. Đây là cá khô này bà. Cái này á là mình nướng, mình đập, mình lấy cái chày á mình đập dịp á mình ăn, tại con thấy bà cũng vẫn còn rang tí xíu á đó. Rồi cá này nữa này bà, đó ví dụ là mình ăn cơm nguội đồ á, mình nấu cơm mình không có gì ăn á, mình nướng cá khô nên mình ăn nha bà nha. Rồi con có một tí xíu mực này. Ví dụ mà mực này mà nó hơi dai á là bà ngâm nước đi. Mực nó bật chết kìa hả? Nó bật chết ở chứ. Kìa. Mực này là nó đắt tiền lắm á bà. Đắt chứ, cái gì dạ cũng lên giá hết tới bây giờ. Dạ mà đúng rồi. Cái này là mực này là mực mực loại này là loại ngon nhất luôn á. Nó lẹt muối và ăn là nó vừa miệng thôi. Nó không có cái mặn giống như là cái loại loại rẻ tiền kia, nó có một cái loại rẻ tiền ăn cực kỳ mặn luôn. Đó, mà cái hàng này là nó không có mặn dẹt nhiều,
ăn rất là ngon và rất là mềm nữa. Nếu mà bà ăn mà thấy nó dai á, bà phải ngâm nước sơ đi rồi bà nướng, hoặc là bà bỏ tí xíu dầu á, bà rang nấu cũng được ha. Dạ, nấu canh cũng được nữa bà sắc ra khúc khúc á, rồi bà nấu canh đó. Rồi con gửi cho bà một cái bao gạo nữa này nha bà nhé. Dạ. Ôi ôi, bà ăn canh lá đu đủ này không hả bà? Ừ, ăn về không hả? Wow. Giờ chắc chiều hay là mai giờ chắc nấu chua cá quá. Thèm. Thèm hả? Ôi ôi, bà thích ăn cá này không? Cá nào cũng thích ăn mà lại không có tiền mua đó chứ. Dạ. Đó, ăn, con thấy ở trên này ăn tại la đây là sống chết cũng tại la sổ đồ. Vậy hả? Trời ơi cô chú anh chị, bữa đây là Vương tình cờ lên đây gặp bà. Bữa ăn cơm của bà chỉ có một cái chén lá đu đủ và một chén cơm trắng thôi cô chú anh chị. Ủa còn cái nồi ngoài kia là nồi gì bà? Có lá thừa đồ. À, canh lá đu đủ luôn. Lá thừa đồ đây nè. Còn nồi này? Nồi cơm. À, nồi cơm. À. Ủa, cơm mình nấu nhiều dữ hả bà? Có con chó kìa. À, cho chó với gà nữa ha. Chó ăn. Dạ. Gà nữa. Wow. Ôi chị hồi với bà ăn cơm đi. Dạ. Ăn chứ. Dạ. Ôi trời ơi. Ăn cơm gì sao mà có sức khỏe mà để làm ăn bà? Có, hồi xưa cô giờ con ăn vậy à. Có chứ sao không. Mình đi làm mới có sức khỏe, mình không đi thì khó chịu. Khó chịu hả? À, nhưng qua nè, ai mà chóng mặt mà đi đứng không có nổi. Qua còn con đi về rồi, quét cái đó rồi quét xong rồi đốt. Hôm á. Là bà đốt hả? À, đó còn hôm á. Hèn chi con thấy vô thấy nó sạch sạch. Nó sạch và nó bây giờ thấy chị... có mấy dấu đốt nữa bà. À, chiều nay là làm nữa. À, đốt cái mấy chỗ đó xong rồi đốt ở bên đây cũng đốt rồi, còn bên đây nữa. À, là chiều đây là chị Út qua đây phụ bà. Phụ bà. À, nhà chị Út ở đâu luôn chị? Ở bên làng. Ở làng á. Ủa chồng chị đâu? Chồng đi làm mướn. À, làm nghề gì chị? Làm ta mướn xa làm giá. À, là mình chồng của chị á, thì muốn làm cái gì thì làm cái đó không chị? À, cho em gắn cái mic nha, hai chị em mình nói chuyện tí xíu đi. Dạ. Là lần đầu tiên thì Vương cũng gặp chị Út. Là ông chồng của chị là muốn làm gì thì làm đó. Y như là công việc không ổn định hơn chị. Đi làm mía. Dạ, hay là làm mía người đó. Ta người ta mướn thì mình đi làm vậy. Dạ. Yeah. Ừ. Thì rồi chị được bao nhiêu đứa bé rồi? Bốn đứa hả? Dạ. Dạ cũng lớn hết rồi hả chị? Lần hai một đứa thì có giữa rà. Dạ. Yeah. Còn ba đứa thì còn ở trong nhà. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi. Ở trong đó rồi hàng ngày á, là chị làm gì? Không làm gì hết, ở nhà rồi giữa con xong rồi ông đi làm. À, rồi bữa đây bữa nay là lên phụ mẹ. Lên phụ mẹ. Wow. Là lâu thường xuyên chị có thường xuyên lên đây thăm không, mẹ không? Không. Không hả? Lâu lâu lên một bữa. Lên thì lên không có gì cho mẹ. Trời ơi. Lên đây mà hai mẹ con này cô chú anh chị chỉ ăn một cái món là lá đu đủ thôi đó. Đó bữa đây là có mực với lại có ấy, con tính mua một mớ cá cơm cho bà nữa nhưng mà ở chợ không có cá cơm, không cá cơm tư á, cá cơm tư mà hồi bữa con mua á, bữa bà ăn ngon không? Ngon cho chị hai kho. Dạ chị hai kho thì mà bà thích ăn cá cơm đó đúng không? Thích dạ. Lắm. Nhưng mà con tính là bữa đây này là con mua một mớ cá cơm nữa đưa lên cho bà ăn. Nhưng mà con đi hết cái chợ này qua chợ kia qua chợ nọ luôn. Dạ. Nhưng mà không có cá cơm. Tại như là bị biển động hay sao con cũng không biết nữa. Chắc hồi cái cá có lắm ha. Dạ. Bây giờ cá cơm là con thấy chợ nào cũng không có đó.
Rồi xong rồi con nói thôi bây giờ con mua cát khô thôi. Đó. Rồi xong rồi con đem lên đây cho bà. Cho bà không chơi, cảm ơn con. Yeah. Cảm ơn con Vương nhiều. Mà đại, bà không có gì cho con hết á. Có con không à. Rồi mấy bữa giờ anh em có lên đây thăm bà không? Không. Không hả? Trời ơi. Rồi chị ăn cơm đi chị. Qua qua Úc thì lên qua bữa nay nữa. Yeah. Mai không có lên nữa đâu. Là hôm qua qua chị Úc lên nữa không bà? Ừ. À là chị Úc lên được 2 ngày đây này. 2 ngày đây rồi. Dạ. Chị Úc lên mà chị Úc cũng không có, vậy là nhà mình cũng cũng ở cũng khó khăn lắm hả chị? Khó lắm. Làm thì đâu nuôi con không có ta mẹ ăn. Dạ. Yeah. Đủ nuôi con thôi. Rồi những đứa con của chị á có đi học không chị? Không, mấy bữa thì có học mà con mà nó bệnh á nó bỏ học rồi. À, nó không học nữa. Bệnh bỏ học luôn hả? Ừ. Bây giờ mà sao không ráng cố gắng cho nó hồi phục rồi? Nó bệnh thận á, nó bệnh nó phù, nó mắc cỡ mấy bạn nên không có lên trường. À. À, lớp sau nó nghỉ. À, là lên trường bị bạn chọc quê không chị? À, nó bệnh pha, nó bệnh sốc đầu, nó phù mặt phù mà hết luôn đó. Tại vì thời đại giờ mình phải có kiến thức ăn học thì sau này cái tương lai mới sáng lạn được. Còn nếu mà mình không có ăn học á thì rất là khổ luôn. Ví như em này, em mới học năm lớp 6 á, em nghĩ thì em phải lang thang ở trên đường này thôi. Còn em phải sống chính đôi tay thì phải lao động, có làm mới có ăn. Còn mà mình nếu mà ăn học á thì mình có thể là mình chỉ cầm một cây bút mình cũng kiếm được tiền, hoặc là mình chỉ nói chung là có ăn học thì nó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn á chị. Thì coi thử, khuyên cháu thử, tại vì cháu nó buồn á thì mình nói ừ con cũng phải ráng cố gắng phấn đấu, con đừng có khổ như mẹ gì đó. Thì để cho nó ráng cố gắng nó học. Bên mình học là đâu có tốn tiền gì đâu, chỉ có tốn tiền sách vở thôi đúng không chị? Dạ. Nếu mà tốn tiền sách vở thì mình ráng cố gắng, mình phấn đấu mình cho giờ cháu nó học. Nó mười mấy tuổi rồi nó không có đi học nữa. Giờ mình biểu nó sao nó không đi học nữa. Yeah. Tại vì lúc đó nó là học lớp 6, nó bệnh đó nó nghỉ luôn à. Đó bây giờ là mình biểu nó nghỉ lâu chưa chị? Nghỉ lâu rồi. Bên nay là nó 15 tuổi rồi. À 15 tuổi rồi. Trời ơi quá tiếc luôn chị. Tiếc chứ. Yeah. Mình cũng muốn con đi học mà nó dạ sao mình còn biết nó nữa. Hay là nó bệnh nó mất cơ người ta. Dạ. Tuy như em á, em học đó em học năm lớp 6 thì ba mẹ của em á với lại anh chị của em kêu em ráng học đi. Nhưng mà lúc đó em ham chơi á thì em không có chịu học. Thì sau này em lớn lên em mới biết được là một điều là mình có chữ có nghĩa, có ăn có học, có bằng có cấp thì sẽ nói chung là cái cuộc sống nó nhàn nhã hơn, nó khỏe hơn, như là mình không có biết được chữ nhiều hả chị? Đó. Như mình phải, nếu mà mình không biết chữ thì mình phải đi ra làm phụ hồ hoặc là làm tay chân nặng nhọc này kia nọ thì rất là khổ luôn á chị. Giống như hiện tại giờ như ông anh có chồng của chị gì đó, đó đi làm rất là khổ luôn. Yeah. Ơi còn đứa nhỏ nào mà đang đi học không chị? Không, mà còn đứa nhỏ hơn chị mấy cái ba tuổi rưỡi à. À ba tuổi rưỡi. Còn nhỏ. Nếu mà sau này lớn lên thì mình ráng cố gắng cho cháu nó ăn học thành công đi nha chị nha. Thì nếu mà mình cho cháu nó ăn học thành công á, sau này á nó có một cái kiến thức là nó làm ăn, nó phát triển, nó giỏi hơn mình hơn nữa. Nếu mà mình không cho cháu ăn học á thì sau này á thì nó sẽ tệ hơn mình và nó khổ dài dài giống như mình luôn. Thì mình phải cho con mình nó phát triển lên nha chị nha. Thôi chị ăn cơm đi, em làm phiền chị quá. Không sao. Trời ơi, Vương vô cái lúc mà bà và chị đang cơm luôn cô chú anh chị.
Vậy là chiều đây là bà có món món mực, canh mực không bà? Dạ. Bà thích mực này không? Thích chứ. Dạ. Ăn mà. Ôi ôi. Cái này như phô lại chứ. Dạ. Cái này là nếu mà mình nấu canh á thì bà cứ sắc ra khúc khúc nhỏ nhỏ. Sắc ra nhỏ thôi, rồi bà bỏ vô, bà tao dầu, rồi bà nấu canh lá đu đủ này bà. À, hoặc là canh gì cũng được. Đó. Ăn riêng chứ. À, lá đu đủ ăn riêng hả? Đang này đâu có ăn chung được. Cái này thì mực nó lạc. Dạ, còn không thôi là mình nấu canh canh có trái đu đủ, mình nấu canh trái đu đủ cũng được này. À, nói chung là nhiều thứ gì đó mình bỏ thích ăn. Bỏ vô mít cũng được. À, bỏ vô mít cũng được. Đó. Thì những cái canh đồ gì đó. Trời ơi, học đó giờ thì con cũng chưa ăn cái lá đu đủ nữa, cho con một miếng lá đu đủ ăn thử được không cô? Ăn được không bà? Liếm thôi. Ăn thử luôn cho liếm gì. Ăn thử luôn. Đang lắm. Đang lắm hả? Đang lắm, ăn thử. Cho con một miếng nhỏ thôi. Miếng nhỏ thôi con ăn thử. Ăn. Bóc đi ăn. Không sao đâu. Bóc luôn hả? Hả? À, cho con xin nha. Đây này cô chú anh chị thì mình sẽ thưởng thức thử cùng gia đình bà ăn cái lá đu đủ này như thế nào nha. Xin mời cả nhà luôn. Mời cả nhà luôn. Ừ. Đắng. Nhâm mặt luôn. Không. Cái mình bỏ vô á là nó ngọt. Nó ngọt mà mình nhai mà mình nuốt từ từ vô á thì nó sẽ nhẫn và nó đắng trong cái miệng. Đó. Thì cái này á nếu mà người nào ăn không quen á bớt à làng xóm không bà à. À làng xóm đi ngang qua và bóp kèn tinh tinh luôn cô chú anh chị. Thôi bà ăn cơm đi. À dạ bà ăn cơm đi rồi hai bà cháu mình tâm sự tí xíu. Dạ thì Quân để cho bà ăn cơm xong rồi Vương nói chuyện tiếp nha. Mất công Vương làm phiền bà. Rồi bà ăn bà nhai đã không? Em ăn thôi. Yeah. Cái miếng lá bự bự này thử ơi bà. Ăn thử thấy bà ăn cực kỳ ngon miệng nhưng mà nó đắng nhẫn nha. Nhưng mà Vương ăn được rất là ngon. Ôi ôi. Ôi ăn quen rồi. Ăn rồi. Rồi ơi. Chị ăn cơm xong rồi uống nước luôn rồi của chú cho anh chị. À. Dạ. Đắng. Đắng hả? Mà ngon đúng không ăn bà? Ăn cho nó hết đau đầu. Dạ. Sao bà ăn từ từ thôi, bà ăn nhanh chứ bà. Bà ăn nhanh để con ngồi con chờ cũng được, có sao đâu. Trời ơi bà ăn bà múc bà ăn rất là nhanh luôn cô chú anh chị. Để mất công Vương ngồi Vương chờ thì hơi lâu thì chị với bà cũng ăn xong hết luôn rồi. Ăn xong rồi. Rồi bà đây nữa này bà, con gửi bà chai mắm nữa này. Đó. Cái mắm này là mắm ngon lắm á bà. Mắm đậm đặc rồi. Dạ mắm đậm đặc luôn á. À. Ủa bà cho con hỏi một cái nha. Cái nhà mình này sao chưa làm xong hả bà? Ừ. Hả? Sao vậy? Sao mà mình không làm cho nó hoàn thiện luôn để bà ở? Làm thì bà làm chứ đâu có ai làm. Ủa mấy anh hồng bữa làm đâu? Thì làm thì không có đúng cái thứ cái bà. Con có dừa ấy bà đó. Không vừa ý bà. Giờ bà dỡ lại bà làm. Ủa là sao? Cái này đẹp rồi mà bà. Đẹp, bà làm á. Là bà làm lại á hả? Bà làm lại đó. Mấy ông anh làm bữa thì bà dỡ ra ấy. Ủa thiệt luôn hả chị?
Là bà dỡ ra hết luôn. Dỡ ra hết là bà làm lại. Bà làm lại. Cái này là bà tự đan luôn hả bà? Wow. Trời ơi. Làm mà cây này dễ bà không có dừa ế đâu con ơi. Vậy hả? Trời ơi. Hồi bữa là anh đã làm gần xong gần hoàn thiện rồi mà bà. Rồi mà lại làm không dừa ế của bà. Để bà làm đi. Còn cái này nữa thì bà làm ngày mai này hết rồi. Mai là xong rồi á. Mai là xong luôn. Mai là xong luôn. Ôi ôi cô chú anh chị. Mai là xong luôn. Cái hồi lúc trước bắt cào cỏ đồ kia hả? Rồi cào cỏ rồi đốt. Dạ. Con lên phụ. Ngày mai là con không có lên nữa, mai mốt con không có lên nữa. Dạ. Ở một mình bà để bà làm. Thì hồi bữa là Vương thấy á là có một cái cạnh mặt bên đây này là đã lợp mặt bên này rồi, nhưng mà Vương cũng sơ ý đi là Vương vào. Dạ đúng rồi, cái mặt này là đã lợp rồi này, nhưng mà Vương sơ ý Vương vô mà bà nói ra thì Vương mới thấy là một điều là ở đây này cô chú anh chị, dạ ở đây là cô chú anh chị, là những cái cây đây này là hộp đó là một mấy cái cây tròn tròn bự bự, bây giờ là chuyển theo mấy cây dẹp và tất cả các loại cây kia là đều trẻ làm đôi hết luôn cô chú anh chị. Đó. Rồi bà tự bà ấy ra luôn hả? Rồi bà tự bà làm luôn. Ôi ôi, vậy là mấy anh kia là không tới làm cho bà nữa. Không. Làm không vừa ý bà hả? Không vừa ý bà. Để bà làm đi. Ôi ôi, tự tay bà làm luôn. Rồi chừng nào cái này xong bà? À mai xong luôn hả? Trời ơi, tại vì bà thích đó là những cái đang theo ý bà mà mấy anh trai không làm theo ý bà đúng không bà? Ôi ôi, bà làm lại hết luôn cô chú anh chị. Bà cũng khỏe chứ? Bà có bị đau đầu nữa không? Đau đầu ngày qua chờ, bữa nay cũng sáng cũng đau đầu, giờ đỡ rồi. Giờ đỡ rồi hả mẹ? Đỡ, uống nước đắng này đỡ rồi. Thì... uống một chén luôn. Là thuốc đắng hả? À lá đu đủ. Lá đu đủ. Lá đu đủ. Thuốc có tiền đâu mua thuốc. Ủa bà, sao cái móng tay của bà dài dữ vậy bà? Sao bà không chịu cắt đi? Mình cắt đâu có được. Sao có vậy? Còn hồi bữa về làng cháu cắt cột vậy nè. Sao cắt không được bà? Cắt sao được? Mình cắt được không? Không đâu. Không cắt được hả? Nhưng là sao, là sao cắt không được? Cắt cũng được mà. Sao mẹ không cắt chứ? Cắt không được đâu, bữa thì có cháu cắt, cháu cắt cục vậy nè. Nhưng mà nếu mà cắt đi rồi có vấn đề gì không bà? Không, không có gì đâu. À, mới gì cắt không được? Cắt thì được chứ mà bà không biết cắt. À, bà không biết cắt hả? Không biết cắt. Đây. Hồi bữa về làng thì có cháu cắt. Đây, cháu đây, cắt đây, cục. Đây. Con có cái đồ cắt móng tay. Vậy hả? Con tặng cho bà luôn. Vậy nha. Thì cảm ơn. Đây. Bà không có đâu. Bà có bà để làm gì? Dạ, con thấy móng tay của bà. Hồi nãy là bà nói là cái móng tay cắt không được. Con thưởng là cái móng tay của bà để làm kỷ niệm. Không, bà kỷ niệm cái gì? Đó, kỷ niệm cái gì? Sợ rồi, nó... rồi, bà không chịu cắt móng tay. Đây, cái đồ cắt móng tay này. Bà biết cắt không? Đúng là bị lại gì đó. Đây, con cắt cho bà cho. Đây, con cắt cho bà cho. Tội nghiệp quá con ơi, làm phiền con quá. Ôi ôi, móng tay này cô chú anh chị cực kỳ dài luôn. Mà cái này cắt á, coi chừng nó phạm vô da nha bà nha. Biển không?
cái này mà mình làm chuyện gì á, ví dụ mà nó tróc cái móng ra luôn á bà. Khá là nguy hiểm. Trời ơi, bà cảm ơn con nhiều quá. Bà không biết làm gì hết. Trời ơi, cái móng tay này. Đây, còn cái nào nữa không? Đây con cắt con cho. Rồi. Cái này là cái móng, mấy cái móng này là bà xé này đúng không? Bà cắn xé đúng không? Có đâu. Bà làm cỏ, bà gào đất vậy nè. À, gào gì không là nó cùi luôn hả bà? Nó cùi luôn. Còn cái ngón cái thì nó không có gào cái được. Cái này hả? Thì không có đúng đất. À. Thì nó còn dày như vậy. Ừ, móng tay nó dày lắm cô chú anh chị. Hay con cắt này luôn cho. Nó dày. Nó dày. À. Mà nó cứng nữa bà. Cứng chứ nó lâu mà. Trời ơi, bà làm phiền con quá. Bắt con cắt móng tay. Đâu la lên nha bà nha. Ừ? Đâu là la lên nha. Không có. Đây này cô chú anh chị. Móng tay nha. Trời ơi, dày. Nó dày gì mà nó dày. Nó dày cua luôn. Đây, đây con cắt luôn cho nó gọn luôn nè. Đau không? Con cắt gì đau không? Đâu. Bà? Hả? Không có đau nè. Không đau hả? Đâu có tốn da đâu đau. Đây nữa nè. Trời ơi nó dày. Móng này mà mình để dài quá. Nó tróc móng luôn á bà. Móng chân bà cắt chưa? Kệ nó, để như còn để cái đó thì để cho bà cắt rồi. Dạ, vậy móng chân bà cắt được đúng không? Được. Dạ. Đây. Không? Wow. Trời ơi, cảm nó gọn, không? Nó gọn và sạch sẽ đó. Đây nữa nè. Nó khỏi, ví dụ mình làm cái gì á, nó khỏi bị chóc móng bà. Rồi, con tặng cho bà cái cái kềm bấm luôn này. Trời cái ơi. Này này mình bẻ lại lại gì này. À. Rồi cái này rồi mình ấy này. Cảm ơn con nhiều. Cái gì con bày cho con rồi cho bà hết. À. Thì ngày hôm nay á là con tới đây là chủ yếu là... nuôi bà. Nuôi bà già. Dạ. Con tới đây con nuôi bà già. Con mang những thì cái chứ hôm giờ con tới là con cho bà già ăn con. Dạ. Bà đâu có gì cho con đâu. Không sao đâu bà. Thiệt ngày hôm nay á là con tới đây là con gửi cho bà là một ít phần quà. Dưới lại cái này và một ít tiền nữa. À, đây. Cái gì mà con cho con không? Yeah. Bà không có cái gì hết. Thì một vị cô ở bên Thụy Sĩ, bên nước Thụy Sĩ đó, bà. Yeah. Thì cô đó là xin phép giấu tên. Dạ, dạ giót tên là cô ở bên Mạnh Thường Quân ở bên Thụy Sĩ gửi cho bà là 2 triệu. Đây, 1,
2, 3, 4, 4 tờ 500, gọi là trị giá là 2 triệu đồng. À, con gửi cho bà nha. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn Vương nhiều. Không, cái này là bà. Tiền của cô. Bên thầy sĩ thì cô nói là cảm ơn cô bên thầy sĩ thôi. Cảm dạ. ơn cô bên thầy sĩ. Dạ, dạ đúng rồi ạ. À. Thì cô bên thầy sĩ thì không có cô, tên cô xin giấu tên. À. Thì cô cũng gửi cho bà là 2 triệu và một cái món quà nho nhỏ đây là cá nhỏ khô nữa, gọi là những cái lưng khô á bà. Dạ mà cũng tiền chứ đâu có dạ. phải mà họ cho con mình đó, cho dạ. con cho mình. À, cho cho bà thêm mà cái phần này thì cái phần này thì Vuông mua là trị giá là 400 ngàn. Đó, gạo và cá, loại cá này là Vuông mua loại cá ngon nhất để cho bà ăn lâu dài. Cá này là nó còn mềm luôn nha. Cái này không phải là nó có rất rất là nhiều loại. Đây. Đây là cá khô nè, nhưng mà nó cũng vẫn còn dẻo nha. Có một cái loại cá khô mà cứng nữa thì nó sẽ rẻ hơn. Đó, nó sẽ rẻ hơn và nó ăn nó rất là dở luôn đó bà. Cái này là bà cứ nướng lên. Nướng cũng nhẹ, được nhẹ, mà nhẹ nấu thôi. Chua cũng được. Dạ đúng rồi. Bà nướng cũng được, bà nấu chua cũng được mà. Bà nướng á thì nấu bà đập chua nhẹ, mình nhẹ. Ăn có nước. Dạ đúng rồi. Cho nó khỏe mình. Dạ. Đó thì còn mình nướng khô là mình ăn nó không có nó nước. Nó không có nước đúng rồi. Đó, thì bà cái này là bà tự chế biến ra bà ăn nha. À, đó. Cảm ơn con. Vuông mua một mớ cá chim khô nữa này. Đó. Đây. Đây bên là cái loại này là loại gì? Bên này là kêu kêu bằng cá luôn. Búa. Cá búa không bà? Cá búa. Dạ. Yeah. Kêu bằng cá búa. Con nói là cá chim khô. Tại con thấy con đi lên đây con thấy là bà con cô bác hay ăn cá này, nhưng mà cá mấy cá này á là Vuông cũng thấy là bà con cô bác á mua cái loại cá mà cực kỳ cứng luôn á bà. À. Nó không được dẻo và cũng không được ngon như gì luôn. Đó là mình nấu thì nước sôi thiệt là sôi á là nó mới mềm. Dạ, còn cái này, còn là, cái nó, này là khỏe. Nó mềm rồi. Mềm nó rồi. Mềm và nó ngon rồi. Đó, và cái đây là mực nữa này. Đó. Thì ngày hôm nay thì Vuông tới đây thì Vuông trao cho bà, thì con cũng cảm ơn cô ở bên thị sĩ giấu tên, thì con cũng rất cảm ơn cô bà đã cũng, đồng hành. Bà cũng cảm ơn nhiều. Dạ. Nuôi bà con. Dạ. Thì con cũng cảm ơn cô rất là nhiều đã đồng hành với con, đã giúp đỡ bà một bữa, nói chung là có những cái món ăn và bữa ăn ngon miệng hơn nữa. Thì con cũng cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Thôi bây giờ thì chắc con cũng xin phép con về luôn nha bà nha. Để cho chị Út và bà nghỉ trưa và chiều mình làm cỏ nha bà nha. Thì một lời nữa thì con cũng cảm ơn cô rất là nhiều và cũng cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Vuông nha. Thì mong cô chú anh chị hãy để lấy cho Vuông một cái like và một cái đăng ký và một cái chia sẻ để Vuông giúp đỡ bà con và làm cầu nối cho tất cả bà con cô bác nữa nha. Bây giờ Vuông xin tạm dừng cái video và hẹn gặp lại cô chú anh chị những cái video tiếp theo. Và bye bye cô chú anh chị. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.